Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn khi xem bản tin sau khi nắm Bộ Xây dựng thừa thắng thế lực Bà Dũng chiếm An Giang. Có thể như ước muốn lớn nhất của ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày càng xa vời. Sau 5 năm thất bại tại chính trường, hiện nay thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng đang hồi sinh rõ rệt. Muốn bắt được ông Nguyễn Tấn Dũng thì nên phải bắt trong khoảng thời gian từ năm 2016 cho đến năm 2020. Còn bây giờ thì thế cờ đã đổi thay. Thế lực miền Nam của Lê Thanh Hải yếu đi, thế lực Trương Tấn Sang cũng sắp mất hết quyền lực. Thời nay là thời của thế lực Tây Ninh và thế lực Kiên Giang. Với việc ông Phạm Minh Chính làm đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ thì xem như tiếng nói của gia tộc 3X lại có ảnh hưởng lớn đến thành phố này. Ngoài việc con trai ông Nguyễn Tấn Dũng nắm Bộ Xây dựng thì một thuộc hạ của Ba Dũng mới đây cũng được bổ nhiệm về nắm Bí thư tỉnh An Giang. Như vậy có thể nói thế lực của Ba Dũng đã nắm chắc một bộ, ảnh hưởng đến chính phủ, nắm chắc tỉnh nhà Kiên Giang và ảnh hưởng đến Cần Thơ và An Giang. Và bạch tuộc của thế lực Ba Dũng đang vươn lên. Như vậy, với nhiệm kỳ 2006-2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã không làm gì được Ba Dũng, thì làm sao nhiệm kỳ 2021-2026 ông Trọng có thể làm được gì khi sức ông ngày một yếu và thế lực của ông dường như ngày một kém đi. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2021, báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội đã cho biết ông Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Hồng Quang được bổ nhiệm về làm Bí thư tỉnh ủy An Giang. Bộ Chính trị công bố quyết định số 68 về việc điều động, phân công ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao giữ chức Bí thư tỉnh ủy An Giang. Bà Trương Thị Mai với vai trò là trưởng ban tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Quang quê ở Kiên Giang về nắm Bí thư tỉnh Kiên Giang. Ông Lê Hồng Quang 53 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, trình độ tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế. Ông Quang trưởng thành từ một cán bộ ngành kiểm soát tỉnh Kiên Giang. Năm 2011, ông giữ chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, rồi Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang. Sau đó, ông Quang được điều động quay lại giữ chức Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao. Và nhiệm vụ của ông Lê Hồng Quang là gì trong lúc này? Từ tháng 9 năm 2020, ông Lê Hồng Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào hồi cuối tháng 1 vừa qua, ông Quang lại tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Như thường lệ, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Hồng Quang. Nhiệm vụ của ông Lê Hồng Quang là tiếp tục công việc của bà Võ Thị Ánh Xuân. Và nhiệm vụ trước mắt của ông Lê Hồng Quang là thực hiện nghiêm và thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ biên giới, tập trung cao độ hơn nữa. Làm được việc này không những giúp kinh tế An Giang phát triển mà góp phần chung với cả nước. Đây là hình ảnh chuyển giao quyền lực từ bà Võ Thị Ánh Xuân cho ông Lê Hồng Quang. Ông Lê Hồng Quang khẳng định được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư tỉnh ủy An Giang là một thuận tiện. Được bổ đi tỉnh là người thuộc diện cơ cấu cao hơn. Ông Lê Hồng Quang là người gốc Kiên Giang, là người mà nhà Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang rất cần. Ở miền Tây Nam Bộ, tiếng nói của Nguyễn Tấn Dũng rất mạnh, và một Ủy viên Trung ương Đảng người An Giang thì lại càng không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở các nước láng giềng đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, không thể để mất cảnh giác, cần phải đẩy mạnh công tác kiểm soát biên giới, tích cực phòng chống dịch bệnh và xuất nhập cảnh trái phép. Nếu ông Lê Hồng Quang mà thực hiện không tốt, thì rất có thể thế lực phía Bắc lại thọc tay vào tận An Giang, kỷ luật như đã kỷ luật Nguyễn Thanh Nghị, thì ông Lê Hồng Quang sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và ông Lê Hồng Quang rất cần kết hợp với bà Võ Thị Ánh Xuân để nắm nhân sự tỉnh ủy. Nếu không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các cựu lãnh đạo tỉnh thì có thể nói Lê Hồng Quang khó mà hoàn thành được nhiệm vụ. Và khó khăn của thế lực Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang là gì? Có lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ nỗ lực hơn nữa để gây dựng ảnh hưởng lên miền Nam. Thực tế thì hiện nay Nguyễn Thanh Nghị chỉ mới nắm được một bộ không lớn lắm, cho nên cơ hội để tiến lên vị trí cao hơn cũng rất hẹp. Nếu nắm Bộ Giao thông Vận tải hay Bộ Công Thương thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Và ông Phạm Minh Chính chỉ mới nắm chính phủ, ông Chính cần phải từ 1 đến 2 năm mới kiểm soát hoàn toàn chính phủ và xây dựng được sức mạnh cho mình. Ắt hẳn tham vọng của Nguyễn Thanh Nghị là Bộ Chính trị chứ không phải chỉ chức Phó Thủ tướng. Nếu là chức Phó Thủ tướng thì phải là Phó Thủ tướng thường trực. Tuy nhiên, để đạt được điều đó cũng rất khó. Nguyễn Thanh Nghị đã 45 tuổi mà chưa là Ủy viên Bộ Chính trị, xem như chậm hơn Võ Văn Thưởng. Võ Văn Thưởng vào Bộ Chính trị khi tuổi mới 46, còn rất trẻ. Tham vọng của Phạm Minh Chính tất nhiên là rất lớn. Ắt hẳn ông Chính không thể hài lòng với chiếc ghế Thủ tướng mà ông đang có, và rất có thể ông Chính sẽ tranh đoạt chiếc ghế Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ sau. Và nếu Nguyễn Thanh Nghị được vào Bộ Chính trị trong vòng 5 năm tới thì đó là bài toán đẹp nhất. Nếu không vào được Bộ Chính trị thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ mất cơ hội. Đây là hình ảnh 5 năm nữa nếu Nguyễn Thanh Nghị không thể vào được Bộ Chính trị là hết sức bất lợi. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đã 77 tuổi và có tiền sử bệnh đột quỵ. Một nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Trọng là quá sức. Không mấy ai tin ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm được hết tới nhiệm kỳ này. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà về hưu hoặc tuổi thọ kết thúc giữa nhiệm kỳ thì đó là tin vui lớn nhất đối với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Cho đến nay, ai cũng biết ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng mọi khả năng để giúp đỡ hai đứa con trai ông tiến thân trên con đường chính trị. Tuy nhiên, việc chuẩn bị kỹ cho con cái về học vấn chứ không phải ông ta chỉ ỷ vào quyền lực rồi nâng đỡ những đứa con kém cỏi, thiếu trình độ như trường hợp của ông Nông Đức Mạnh. Và việc quản lý kinh tế đất nước, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chứng tỏ là một thủ tướng yếu kém nhất lịch sử khi mà nền kinh tế đất nước dưới thời ông bị làm cho tàn nát. Tuy nhiên, về thủ đoạn chính trị thì ông rất vượt trội. Cho đến giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ mới chịu thua một mình Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Việc đưa người của mình vào trám một số địa phương ở miền Tây Nam Bộ cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng đã có những bước đi tính toán hết sức vững chắc. Nguyễn Thanh Nghị thì được thừa hưởng lý lịch đỏ là một lợi thế. Tuy nhiên, Nghị còn là con người cha nổi tiếng của ông cầm tay chỉ việc và tính từng bước đi chắc chắn cho Nghị. Thì Nguyễn Thanh Nghị là một hạt giống đỏ may mắn nhất hiện nay. Và câu hỏi được đặt ra là liệu Nguyễn Phú Trọng sẽ đối phó ra sao với Nguyễn Tấn Dũng? Hiện nay, thế của Nguyễn Phú Trọng vẫn rất mạnh, nhưng trong 5 năm thì không dám chắc ông Trọng có thể duy trì phong độ như hiện nay. Phong độ của ông Trọng đang xuống, ai cũng thấy, thì không thể ông Nguyễn Phú Trọng không thấy. Có thể nói, cơ hội đưa Nguyễn Tấn Dũng vào tù đã vượt xa tầm tay của ông Trọng rồi. Về con đường con cái thì ông Trọng không thể nào sánh bằng Nguyễn Tấn Dũng. Vì ông Dũng đã xây dựng cho con cái một nền tảng và thế lực Nguyễn Tấn Dũng mới hồi sinh sau 5 năm mất quyền lực một cách mạnh mẽ. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính sẽ giúp Nguyễn Thanh Nghị rất nhiều trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ này, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ còn cơ hội để triệt hạ Nguyễn Thanh Nghị. Nếu bỏ qua cơ hội này thì xem như ông Nguyễn Phú Trọng bất lực. Về trường hợp của ông Nghị thì có thể nói Nguyễn Phú Trọng muốn đánh cũng không dễ. Nếu Nguyễn Thanh Nghị mà làm bộ trưởng trong chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì ông sẽ dễ đánh hơn. Còn ông Nghị làm bộ trưởng trong chính phủ Phạm Minh Chính thì khó hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Phú Trọng giờ muốn đánh Nguyễn Thanh Nghị thì cũng đợi cơ hội, chứ không phải là muốn làm gì thì làm cho được. Thế lực Nguyễn Tấn Dũng chỉ yếu hơn thế lực ông Nguyễn Phú Trọng thôi, chứ thế lực Nguyễn Tấn Dũng không hề bị đánh và cũng không dễ bị đánh trong lúc này. Không biết sắp đến đây Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính sẽ làm gì. Tuy nhiên, điều dễ hiểu và dễ nhìn thấy nhất là mối quan hệ giữa ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị sẽ khăng khít hơn. Như vậy, càng về sau, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ càng để cho cơ hội hạ Nguyễn Thanh Nghị vụt khỏi tầm tay. Thời gian vẫn còn dài và sẽ rất nhiều điều bất ngờ sẽ diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin sau khi nắm Bộ Xây dựng thừa thắng thế lực Ba Dũng chiếm An Giang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de